Xin chào cả nhà, hôm nay mình xin chia sẻ cả nhà cái món là thịt ba chỉ hấp khoai sọ nha cả nhà ha. Thì mình sẽ nói sơ qua về thành phần nguyên liệu để cho cả nhà nắm nè cả nhà. Cái món này thì rất là đơn giản ha nấu cũng rất là mau và đồng thời cái món hấp á, mình ăn nó cũng mát mẻ chứ nó không có nóng y như là những cái món chiên những cái món xào ha cả nhà ha thì ở đây mình có một lạng rưỡi thịt ba chỉ nè thì cả nhà chỉ cần rửa sạch vô cắt miếng nhỏ nhỏ mỏng mỏng ra cho mình như thế này nè ha rồi cả nhà úp vô cho mình một muỗng cà phê bột nêm ha rồi còn khoai sọ này á, thì mình sử dụng là 300 g ha thì à, mình gọt vỏ rửa sạch xong các bạn cắt lát 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 như thế này nè ha rồi đó rồi để ráo rồi lát nữa mình sắp vô trong dĩa nha cả nhà để mà mình đi hấp thôi đơn giản lắm rồi cái nước mà để mình nước sốt mình để trộn lên hấp á chỉ rất là đơn giản một muỗng canh mật ong một muỗng canh nước mắm nha cả nhà đó mình bỏ vô trong đây luôn nè để mình hòa với nhau rồi rồi một chút hành lá và một chút ngò để cho mình trang trí hoặc là mình hấp cho nó thơm đó cả nhà đó nguyên liệu rất là đơn giản món ăn này nấu cũng rất là mau và cái khôi sọ này đó cả nhà cũng rất là tốt cho sức khỏe nha mình có chia sẻ về cái kiến thức mà về khoai sọ đó cả nhà nó rất là bổ dưỡng ha. Sau video mình sẽ nói sơ qua lại về cái cái khoai sọ nó bổ dưỡng như thế nào nha cả nhà. Rồi bây giờ mình đợi ướp cái thịt này khoảng 15 20 phút gì đó rồi bắt đầu mình đem vô mình xếp vô trong cái dĩa và mình hấp thôi rất là đơn giản ha. Rồi khi mình xếp vô dĩa xong mình sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Món này đơn giản, nấu cũng mau và ăn cũng thật là thanh đạm ha. Đó rồi đó cả nhà cả nhà cứ sắp một cái miếng thịt ba rọi rồi một cái miếng khoai môn ha mình xếp đều lên hết cái dĩ này luôn nha cả nhà rồi sau đó cả nhà cho mình cái đầu hành vô ha rồi hành ngò mình bỏ ở trên luôn rồi sau đó cái nước sốt đó cả nhà mật ong với lại nước mắm đó mình trang đều lên ha đó trang đều lên cho nó thấm gia vị trước khi hấp thì cái thịt của mình nó cũng đã có một chút bột nêm rồi nó cũng đậm đà rồi còn cái này mình cho cái khoai môn nó thấm nha cả nhà đó còn dư hết thì mình chen vô chính giữa luôn đó chính giữa thì những cái cái khoai môn mà xấu đó cả nhà xin lỗi khôi sợ mà xấu đó thì mình sẽ bỏ vô chính giữa ha đó để cả nhà chỉ cần chuẩn bị một cái cái sửng để mà mình hấp thôi ha rồi bây giờ mình qua bếp mình hấp nha cả nhà đó cả nhà nhìn ra rất là đẹp luôn ha rồi mình qua bếp nha rồi mình bắt qua bếp nè cả nhà ha đó cả nhà cho mình một phần ba cái phần nước thôi ha cả nhà ha đó rồi cả nhà mặn lửa lớn cho mình nha rồi mình đậy nắp lại mình hấp cái này trong khoảng 20 chục phút ha cả nhà ha sau 20 chục phút thì mình sẽ quay lại và mình sẽ review cho cả nhà xem coi cái món ăn của mình nó ngon thế nào nha cả nhà đó cả nhà sau 20 chục phút á, thì mình tắt bếp ha mình thử thử mình lấy cái đũa mình ghim thử cái miếng khôi mô khôi sọ đó cả nhà thì cái miếng khôi sọ của mình mềm rất là ngon và thịt của mình cũng mềm rồi ha thì bây giờ cả nhà muốn ăn cay chút xíu thì cả nhà rắc cho mình xíu tiêu vô ha đó, còn bạn nào không muốn ăn cây thì thôi, tùy cả nhà mình thôi, nhiều ít thì do mình thôi. Rồi bây giờ mình sẽ để nguội chút xíu rồi mình lấy ra mình review cho cả nhà nha. Rất là thơm luôn cả nhà, thơm ngon lắm ha. Ừ. Xin chào cả nhà, mình mới vừa hoàn thành xong cái món thịt ba rọi hấp khoai sọ này nha cả nhà cái món này rất nấu rất là đơn giản ha và nấu cũng rất là mau đồng thời thì những cái món hấp đó cả nhà mình ăn cũng rất là tốt cho sức khỏe ha không có dầu hoặc là mỡ nhiều y như là những cái món chiên hoặc là những cái món xào ha cả nhà ha thì sau đây mình sẽ nói sơ qua về cái công dụng của cái khoai sọ cho cả nhà nắm vì sao mình thường xuyên bổ sung cái khoai sọ trong cái thành phần khẩu phần ăn của nhà mình nha cả nhà thì cái khoai sọ đó nó tốt cho cái tỉ mạch nè cả nhà và thứ nhất là tốt cho hệ tiêu hóa nữa ha nó chống táo bón rồi đó ai mà bị táo bón thì nên ăn cái khoai sọ này ha tăng lưu thông máu chống lão hóa da giảm béo nè tăng cường hệ miễn dịch nè ngăn ngừa ung thư hỗ trợ điều trị viêm thận nè ngăn ngừa suy nhược cơ thể nè đó cả nhà thấy cái tác dụng của khoai sọ rất là hay không ha cho nên cả nhà phải bổ sung cái khoai sọ này trong cái khẩu phần ăn của nhà mình nha cả nhà xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều cả nhà yêu thích kênh của mình nhớ like và chia sẻ giùm ha đồng thời cũng đừng có quên đăng ký kênh nha cả nhà đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nha cả nhà đó mình ra cái video gì thì cả nhà cũng có thể xem được ha đồng thời mình có cái kiến thức gì về bên ẩm thực nấu ăn thì mình sẽ chia sẻ cho nhà cả nhà hết cách nấu cũng rất là đơn giản nguyên liệu thì dễ tìm ha thì cả nhà cứ làm theo cái công thức của mình đi đảm bảo là cái nước sốt nó ra cũng rất là ngon những cái nguyên liệu này ăn rất là tốt cho sức khỏe nha xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại.